Cái nút bên tay trái là nút đèn, nếu mà em không xài đèn em đừng có bấm nút nút bên tay trái. Bấm đầu tiên thì máy sẽ phun, hay lộn, bấm đầu tiên đèn sẽ tự đổi màu. Bên nút viết thì bấm đầu tiên thì máy sẽ phun đúng 1 tiếng đồng hồ để ngắt. Dạ. Bấm một cái nữa là 3 tiếng. À dạ. Bấm một cái nữa là 6 tiếng. À. Bấm một cái nữa là on lần nào hết nước cho máy ngắt. Dạ. Tức là 4 chế độ này, chế độ nào hết nước cũng tự ngắt hết. À. Đập đầu rồi. Tiên là nút play. Là đúng rồi. Bật đèn lên. Đúng rồi, rồi sau đó bấm nút này. Đèn nếu mà anh tắt nè. Rồi đó em có thể bấm thử bấm nút mute bên kia trước đi. Rồi cho dễ thấy. Bấm đầu tiên thì máy phun đúng 1 tiếng hồi ngắt. Em thấy cái đèn rồi. Vàng bên trong thấy không? Rồi, bấm cái nữa này. Cái nữa là 3 tiếng. Làm thấy cái đèn vàng nó chạy theo. Cái nữa là 6 tiếng. 6 tiếng. Rồi bấm bên này là đèn lên. Bấm đầu tiên đèn tự đổi màu. Rồi bấm thứ hai thì sao? Bấm em bấm hoài tới thì em cứ chọn màu em cứ bấm thử đi. À. Nhưng mà cái này nó tự đổi màu hay em bấm là... đầu tiên tự đổi màu rồi. Rồi bấm thứ hai là em bấm hoài tới là sẽ chọn một màu duy nhất. À. Nó có bao nhiêu màu anh? Tầm khoảng nếu mà màu lợt màu đậm tầm khoảng 14 màu. À. Còn nếu mà tính ra màu thì khoảng 7 màu thôi, tại vì nó có màu lợt với màu đậm. Rồi. Rồi em hiểu. Rồi bấm chừng nào nó tắt đèn đây? Nói chung là nếu muốn tắt đèn thì bấm hoài tới hoặc là em bấm nút mute qua đây là nó tắt máy rồi. Rồi ok.